Hội đồng Liên tôn Việt Nam, Sa tăng khất ảo thầy tu. Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, cái gọi là Hội đồng Liên tôn Việt Nam đã nhóm họp và ra tuyên bố cho rằng kêu gọi toàn dân trong và ngoài nước đoàn kết cứu nước, cứu dân, giải thể chế độ độc tài toàn trị, thiết lập một thể chế tự do, dân chủ, đất nước được thái bình thịnh vượng, cùng nhau bảo vệ nền độc lập của Việt Nam. Thậm chí lợi dụng tình hình trên Biển Đông, những thành viên trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam đã tuyên truyền rằng chúng tôi ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý kiện Trung Cộng ra Tòa án quốc tế về Biển Đông. Hiện đã có trên 900.000 người trả lời sau 2 tháng, với kết quả 95% đồng ý. Chúng tôi kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước tham gia nhằm tạo áp lực với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải đáp ứng nguyện vọng của người dân. Những cái gọi là tuyên bố trên đây của Hội đồng Liên tôn Việt Nam thực chất cũng chỉ là chiêu trò quen thuộc của tổ chức này với mục đích muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lợi dụng danh nghĩa đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền để lôi kéo các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá đất nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xâm hại đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Hội đồng Liên tôn Việt Nam thực chất được lập ra với danh nghĩa tranh đấu cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền, trụ sở hiện nay tại chùa Giác Hoa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, do Thích Không Tánh đứng đầu, là tập hợp các phần tử chuyên lợi dụng hoạt động tôn giáo để gây phức tạp về tình hình an ninh chính trị của nước ta. Với bản chất là cánh tay nối dài của các thế lực thù địch bên ngoài nhằm lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền để phá hoại đất nước, Thích Không Tánh và các thành viên Hội đồng Liên tôn Việt Nam sử dụng những luận điệu ngon ngọt để dụ dỗ những tín đồ nhẹ dạ cả tin. Nhưng đó chẳng qua chỉ là sự bịp bợm, tấm áo choàng che đậy sự giả dối. Chúng đã lấy danh nghĩa đấu tranh cho tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền. Chúng tập hợp lực lượng, truyền đạo trái phép, tổ chức biểu tình, thách thức, chống phá chính quyền, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chúng ra tuyên bố chung về việc sửa đổi hiến pháp, đưa ra các bản lên tiếng, kháng thư, bản tường trình vu khống, xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, vu cáo rằng nhà nước đàn áp, vi phạm tự do tôn giáo, dùng bạo lực can thiệp vào nội bộ tôn giáo, bắt giữ, khủng bố các tù nhân lương tâm. Song song với việc lên tiếng và kiến nghị, Hội đồng Liên tôn Việt Nam còn tham gia cổ vũ cho một số hoạt động của tổ chức xã hội dân sự như Hội cựu tù nhân lương tâm, Lao động Việt, Hội phụ nữ nhân quyền, Diễn đàn xã hội dân sự. Chúng còn tìm cách tiếp xúc, gặp gỡ các tổ chức nhân quyền quốc tế, phái đoàn ngoại giao của các nước phương Tây để cung cấp thông tin xuyên tạc về tình hình chính trị của đất nước, các vụ việc nhạy cảm, các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, qua đó vẽ nên một bức tranh màu xám về vấn đề tôn giáo tại Việt Nam, đồng thời kêu gọi quốc tế can thiệp, gây sức ép với Việt Nam. Vậy nên, cộng đồng mạng chúng ta nên hết sức cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, phá hoại của Hội đồng Liên tôn Việt Nam. Bản chất của Hội đồng Liên tôn Việt Nam là tập hợp của những kẻ lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng, nhằm tạo ra các điểm nóng về tôn giáo ở nước ta.